Nếu có ngày bạn một mình lang thang bên sông vắng, rồi ngẩng đầu xem nắng tắt phía xa, nhìn kiểu gì cũng ra dáng đa sầu đa cảm, thì xin chúc mừng bạn, bạn gia nhập hội suy rồi đấy. Suy, một từ chỉ những người trên môi đã tắt nụ cười, dù lúc lười hay lúc siêng cũng thế. Điển hình của nhóm đối tượng này là ít nói, không thích ăn nhậu tập thể mà ăn nhậu một mình. Đối tượng thường xuyên nhốt mình trong phòng xem TikTok, lắc đít, nhưng trong lòng vẫn canh cánh một nỗi sầu lo vô nghĩa. Mỗi khi bước ra đường hay đi làm, với những người năng lượng hoặc hướng ngoại hóng drama, mỗi câu chuyện, mỗi hình ảnh đều được chúng ta thu vào mắt và não sẽ tổng hợp ra một câu chuyện bốc phét để đến chỗ làm hay gặp đứa bạn thân. Chúng ta sẽ có thể hét lên, biết gì chưa, thi vừa thấy chuyện này. Nhưng đối với những đối tượng mắc hội chứng suy thì khác, họ nghe mọi thứ, thấy mọi thứ, nhưng trong não thì hệ điều hành chỉ đang trống rỗng về những hình ảnh trong quá khứ đã qua. Và suy không chỉ mới có đây, nếu bạn suy vì tình thì chắc chắn đã nghe qua câu "Vấn thế gian tình là chi, mà đôi lứa thề nguyền sống chết" của Lý Mạc Sầu. Đừng nhìn những đứa suy nghĩ rằng sinh vật này sống lờ đờ vô nghĩa. Những người suy có hiệu suất làm việc cực kỳ đáng sợ khi được cấp cho một nhiệm vụ, bởi vì mỗi khi được giao một nhiệm vụ cụ thể, họ sẽ dành 110% công lực để hoàn thành công việc đó, bất chấp mọi khó khăn. Những người suy thường không thiếu tiền, họ chỉ thiếu niềm vui thôi. Nếu lạnh lùng là phong cách của người suy, thì có một loại khác gọi là suy hướng ngoại. Đây là loại động vật cao cấp đã tiến hóa trong chuỗi, khi mà bên ngoài họ có thể cười như được mùa, giao tiếp như những kẻ không biết sầu là gì, nhưng trong lòng của họ lại không vui. Chủng tộc này được xem là vua của Motskin. Họ có thể hóa thân thành các nhân vật khác nhau, nhưng nội tâm của họ không hề quan tâm đến vẻ ngoài đến thế. Mặc dù hệ suy hướng ngoại rất tài năng, nhưng họ thường không thích quá bộc lộ điều đó. Kiểu của họ chính là làm việc gì chỉ cần 5 điểm để qua môn thì họ tuyệt đối sẽ không cần 6 điểm. Nếu có thể ngồi tuyệt đối không đứng, và nếu có thể nằm tuyệt đối không ngồi. Nhưng suy cho cùng thì người hệ suy vẫn là những người lãnh ngạo. Họ xem thường những kẻ tiểu nhân và rất sẵn lòng bênh vực kẻ yếu mà không cần hồi đáp. Điểm chung của người hệ suy là dễ giận, mau quên. Họ có thể buồn vì những câu nói mà những người xung quanh không nghĩ là gây tổn thương cho hệ suy. Tuy nhiên thì họ cũng sẽ mau quên chuyện đó và quay trở lại ngồi đó, buồn với những nỗi lòng mà đến bản thân họ cũng không hiểu tại sao. Người hệ suy, mặc dù luôn có vẻ lặng lẽ và kín đáo, nhưng thật ra trong lòng họ luôn cuồn cuộn những dòng suy nghĩ và cảm xúc không ngừng nghỉ. Họ là những người không dễ để lộ tâm trạng thật của mình, nhưng nếu ai đó hiểu được họ, sẽ thấy một thế giới nội tâm đầy phong phú. Đôi khi, họ tìm thấy sự an ủi trong những dòng thơ, trong những câu chữ đầy ý nghĩa. Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ. Câu thơ của Nguyễn Du như một bức tranh minh họa cho tâm trạng người hệ suy khi nhìn thấy cuộc đời, dù ở bất kỳ góc độ nào cũng đều phảng phất nỗi buồn. Người hệ suy có một sự gắn kết sâu sắc với quá khứ. Họ thường hồi tưởng về những kỷ niệm đã qua, không phải để hối tiếc, mà để sống lại những cảm xúc đã từng trải qua. Những bài thơ, câu văn chứa đựng sự cô đơn, lặng lẽ và triết lý sống thường là nơi họ tìm thấy bản thân. Sơn Trung Tằng Văn Khởi, nghe gió núi bay qua. Câu thơ này thể hiện sự tĩnh lặng và suy tư của người hệ suy khi đối diện với cuộc đời. Một sự tĩnh lặng đến từ việc hiểu thấu mọi thứ xung quanh mà không cần nói ra. Hệ suy cũng thường có xu hướng rời xa những ồn ào náo nhiệt của cuộc sống, tìm đến những nơi thanh tịnh để lắng nghe lòng mình. Trong những khoảnh khắc ấy, họ thấu hiểu hơn bao giờ hết sự vô thường của cuộc đời. Và cũng từ đó, họ càng trân trọng những điều nhỏ bé nhưng đầy ý nghĩa. Nhất tịch vô minh tam sinh mê, một đêm vô minh ba đời mê. Đây không chỉ là sự tĩnh lặng mà còn là sự tự nhắc nhở bản thân rằng sự tĩnh lặng đó chính là chìa khóa mở ra cánh cửa dẫn đến sự giác ngộ và an bình nội tâm. Người hệ suy luôn sẵn sàng lắng nghe và thấu hiểu, nhưng không phải vì họ muốn chia sẻ, mà vì họ cảm thấy cần giữ những điều ấy cho riêng mình, như một cách để bảo vệ bản thân khỏi những tổn thương sâu hơn. Khi họ nói, đó không phải là để gây ấn tượng, mà là để tìm kiếm sự kết nối với những người thực sự hiểu họ. Nhân sinh tựa như mộng, đời người như giấc mộng. Cuộc đời với người hệ suy đôi khi chỉ như một giấc mộng, hư ảo và vô định, nơi mà họ lang thang tìm kiếm ý nghĩa thực sự cho sự tồn tại của mình. Dù có vẻ mơ màng và xa vời, nhưng người hệ suy thực sự là những người rất thực tế trong việc nhìn nhận cuộc sống. Họ hiểu rõ sự ngắn ngủi của cuộc đời và từ đó, họ càng cố gắng sống một cách trọn vẹn, không phải vì mong cầu điều gì lớn lao, mà chỉ để tìm thấy sự bình yên cho chính mình. Nhất phiến tài tình thiên cổ lụy, một mảnh tài hoa, nghìn năm lệ rơi. Một câu thơ nói về sự tài hoa nhưng đầy bi kịch, giống như cách mà người hệ suy nhìn nhận cuộc đời của mình. Đầy sắc thái, nhưng cũng chứa đựng không ít nỗi đau.